Ý tôi sẽ phổ biến luôn cái chương trình pha cú đá chân tao chân chân người ta. Qua người đúng không? Đập trước mặt của đối thủ. Rồi mình chân lên được chưa? Được chưa? Trước đấm. Nhớ nhá. Ok chưa? Rồi. Thôi, 5 quả thôi. 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 5 qu
trái. Đứng sang bên trái. Đứng sang bên trái luôn. Nào, anh này này có bóng chưa? Trái gì? Đúng rồi. Em bốn đúng không? Em bốn. Thêm một người đang sang sau đều. Mình nhặt hai cái nấm bỏ ra ngoài đi. Rồi, hai chiếc nấm này cho ở đấy nhá. Thank you.